nhiều tỉnh phát sinh ổ dịch không rõ nguồn lây. Đà Nẵng ghi nhận 2 ca nhiễm là nhân viên nhà hàng, Quảng Ninh thêm 7 ca, trong đó 4 ca ở thị xã Đông Triều, Bắc Giang phát hiện chuỗi 9 ca ở Bố Hạ, đều không rõ nguồn lây. Sáng ngày 3 tháng 11, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết 2 ca mới là nữ, nhân viên phục vụ tại một nhà hàng lớn trên đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà. Cả hai đã tiêm vaccine COVID-19 mũi 1. Bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, cho biết hai người này được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 khi đến Bệnh viện 119 Bộ Công an lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Đêm ngày 2 tháng 11, ngành y tế quận Sơn Trà đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 70 người cùng làm việc tại nhà hàng với 2 ca dương tính. Test nhanh âm tính đang chờ kết quả PCR. Người ở khu trọ của 2 ca này cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Đây là chùm ca cộng đồng thứ tư ở Đà Nẵng trong vòng 2 tuần qua. Thành phố Đà Nẵng đang thuộc cấp độ 2, vùng vàng. Từ ngày 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.728 ca COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trong ngày 2 tháng 11 ghi nhận thêm 5 ca COVID-19 tại thị xã Đông Triều 5 ca, thành phố Hạ Long 1 và huyện Hải Hà 1. Đợt dịch thứ tư, Quảng Ninh ghi nhận 34 ca COVID-19 trong cộng đồng. Hiện các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra vào tỉnh kết nối với Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Giang vẫn đang hoạt động. Tỉnh vẫn đang dừng hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar. Hải Phòng phong tỏa một phân xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display với gần 160 lao động liên quan ca nhiễm ở xã Hồng Thái Đông, Quảng Ninh. Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 3 tháng 11, Hải Phòng ghi nhận 103 ca, riêng đợt dịch thứ tư ghi nhận 97 ca, 50 ca trong cộng đồng và 47 ca nhập cảnh. Bắc Giang hôm qua ghi nhận thêm 17 ca mắc mới, trong đó 1 ca ở khu cách ly tập trung là F1 liên quan tới điểm dịch xã Thượng Lan, huyện Việt Yên khởi phát ngày 26 tháng 10, 6 ca trong khu cách ly tập trung là F1 liên quan đến điểm dịch trong khu công nghiệp khởi phát ngày 28 tháng 10. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua, Phú Thọ ghi nhận 92 ca mới, chủ yếu ở Việt Trì, gồm F1 hoặc vùng phong tỏa, người từ vùng dịch trở về quê và ca trong cộng đồng. Tổng cộng từ ngày 14 tháng 10 đến nay, Phú Thọ phát hiện 823 ca nhiễm. Tại Nghệ An, từ sáng ngày 2 tháng 11 đến hôm nay ghi nhận 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca trong cộng đồng tại huyện Bình Lưu chưa rõ nguồn lây. Theo CDC tỉnh, 30 ngày qua, toàn tỉnh phát hiện 55 ca nhiễm trong cộng đồng tại nhiều địa phương như Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thành phố Vinh. Tất cả đều chưa rõ nguồn lây. Trong khi đó, tổng số người từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An từ ngày 1 tháng 10 tới nay là 28.151 người, phát hiện 392 ca nhiễm COVID-19, 3 ca tái dương tính gồm hàng chục người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Những ngày qua, nhiều địa phương phát sinh những cụm lây nhiễm trong cộng đồng. Những điểm nóng hiện nay là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội. Cũng xuất hiện nhiều ổ dịch lớn đang tiếp tục chuỗi lây nhiễm. Thành phố Hồ Chí Minh tăng số ca nhập viện. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát ở nhiều địa phương. Trong bối cảnh mở cửa thích ứng mới sống chung với dịch COVID-19, các chuyên gia cho rằng chấp nhận số ca nhiễm tăng, song khi bao phủ vaccine rộng thì nguy cơ bệnh nặng thấp. Tuy vậy, người dân luôn cảnh giác tuân thủ biện pháp 5K. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.